Xin kính chào quý vị và bà con. Hôm nay là ngày 26 tháng 11. Còn khoảng 29 ngày nữa là thời tiết nập xuân. Năm nay nập xuân vào ngày 25 tháng 12 âm lịch. Nên là thời điểm này bà con bón phân và tưới nước cho cây. Hôm nay là Hà Bình Ngon vừa thu hoạch quả xong sáng nay. Thì chiều nay bắt đầu cho thợ bón phân chuồng và phân NPK. Thì đây là bón phân chuồng, là phân gà này. Bón xung quanh gốc, cách gốc ra khoảng 4-50 cm. Cây bưởi này thì đằng trước sân nhà là Hà Bình Ngon để lại để chơi Tết cho đẹp, thay cây cảnh. Đấy, thì đây là cách bón này. Đây là phân gà. Đấy, bà con bón thì chúng ta bón xung quanh gốc, chúng ta giải đều xung quanh gốc, cách gốc khoảng 5-60 cm ra. Đây, cây cam nhỏ thì Hà Bình Ngon bón một bao này, còn cây bưởi là bón hai bao. Chắc vịt nó mới đẻ đấy. Nhiều không? Để cho quả mồi đấy thì... để hai quả trứng giả vào đấy. Khổ, cứ tưởng là trứng giả, hóa ra là trứng... trứng thật. Vịt, vịt trời nuôi mấy con. Xong cho cái cam này của em mỗi cây một bao nhé. Chỗ cây bưởi em ghép kia thì cho một bao thôi, còn bớt lại một bao sang cây cam. Xong anh bê một cây, một bao ở chân anh lấy sang cây cam này cho em. Phân gà vi sinh nên là phân này nó tốt. Nhiều quá thì bị, nếu mới thì bị nóng gốc thôi, chứ còn nhiều thì càng tốt. Nhưng mà tốt quá được bưởi nó hẩu ấy. Đây là Hà Bình Ngon đang cho công nhân bón phân NPK và phân chuồng bên ngoài. Phân chuồng à? Đây, phân chuồng là phân gà đấy. Còn đây là phân NPK đang bón. Đây. Sau đó thì tưới tự động cho nước chảy. Ây da, chỗ này vẫn còn một con sâu thân đây. Đây là NPK 20-27. Đây là phân của Đức nhá, phân của Đức. Cái cam này là năm tới là nhiều quả này. Đó, cành cành này là năm tới là ra nhiều hoa đấy. Cam đỏ. Cam đây, cái cam này. Đây,